Rồi. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây hôm nay lại có thằng cháu Hải Sapa TV siêu to khổng lồ về bà chơi các cháu ạ. Thế cháu bảo về bà chơi hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm một món coi là đặc sản là quê hương Bắc Giang nhà mà. Đó là các cháu ơi, đây là cua da. Đấy, cua da đây các cháu nhìn này. Cua. Đấy các cháu ạ, cái món cua da này nhá, các cháu mà ở trên cả nước chắc là cũng có các cháu chưa được ăn bao giờ, vì chỉ đặc sản là quê hương Bắc Giang nhà bà là có thôi. Đấy thì các cháu ơi, bà giới thiệu nguyên liệu như là có bắp bò này đấy, và sụn này, sụn lợn này, và đậu này, phộng này, và bún này để ăn kèm này đấy, và rau cùng có là như là rau cải này, mồng tơi này. Ôi hoa thì lý này các cháu này, ngon chưa. Rồi đây là hoa mướp này, còn đây là bắp chuối thái rồi đây này, rồi đây là quả bí lon bao tử đây này đấy, rồi đây là đậu bầu lạo sợi rồi đấy, tẩy bà lạo sợi rồi. Thì các cháu ạ, bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi coi là về rửa cua sau bữa ra, sau lấy cái còng cho vào giã, xong là lọc lấy nước là để làm nước dùng của nồi nấu thôi các cháu ạ. Hôm nay nghe tin cháu Hải bảo về bà rất là bận, nhưng bà vẫn phải bớt chút thời gian ra để bà làm một nồi lẩu cua da siêu to khổng lồ để chiêu đãi cháu Hải nhá. Rồi. Vừa rồi bà lên quán cháu bà chén ngập mồm. Thì các cháu ơi, các cháu mà xem clip này mà có thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều nhá. Mà các cháu hôm nay nhìn bà có thấy xinh không? Bà mặc áo đỏ để cho cuộc đời bà nó đỏ tí nhá. Rồi thì bây giờ bà đi thực hiện luôn này. Bà nấu rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn với lại món lẩu cua da với bà với cháu Hải Sapa TV nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn nhá, cho nhanh thôi đi. À, các cháu ơi, đấy cua bà đã làm sạch rồi đây các cháu này. Đấy đây độc độc cái người của nó luôn này, các cháu nhìn này, ngon chưa. Thế làm sạch rồi đấy. Còn đây là cái còng bà bỏ ra để bà giã để cho vào làm nước dùng nhá, thì cái nồi lẩu cua da nó mới ngọt được các cháu ạ. Hình như là cháu Hải đang sắp tới rồi. Đấy các cháu nhìn. Thôi bây giờ bà cho vào giã nào. Ồ đấy, giã mấy cái, mấy chú một thôi. Thế nào, giã ra sao cho vào lọc các cháu ạ. Để lấy nước dùng rồi cho cái nồi lẩu nó ngọt. Ngọt đứt lưỡi luôn. Các cháu ơi, đây. Con chào bà. Cháu Hải Sapa dạ. TV siêu to khổng lồ đấy. Đây là món gì đây bà? Hôm nay bà làm lẩu cua da để chiêu đãi cháu. Ôi cua da là đặc sản ở Bắc Giang. Bà chào cháu Calamen nhá. À, ngon thế. Ngon đấy. Dạ. Thế bây giờ bà giã bà lọc nước, thế mấy giờ cháu đi mà đã đến đây rồi? Cháu bay từ trong Sài Gòn ra lúc 5 giờ hơn mà. À bay từ trong Sài Gòn ra nhỉ? Vâng. Dạo này kiểu mập thế hay mập hơn dạo làm nhà sao? Thương các bạn làm các cháu ăn được nên là cũng đúng hơi ăn nhiều tốn. Bạn cần cháu phụ cháu dã cho. À có. À, bà đưa cháu tay to cháu dã. Đấy, cho cháu tay to dã nó nhanh dừ. À cháu bay từ trong Sài Gòn ra đây đấy. Dạ vâng. Cua này mà nấu canh cua thì ngọt lắm. Đúng rồi, cua là chế biến món gì cũng ngọt các cháu ạ, nhưng mà lẩu cũng ngọt. Đấy, mà hôm nay cháu có biết không, đặc sản quê hương nhà bà cái món này đấy. Món này ừ. Hết ý còn gì. Đã bảo là các cháu cả nước kêu khi nhiều cháu chưa được ăn luôn. Dạ. Sapa cháu không có. Dạ, Sapa cháu chỉ có cua đá. Cua đá đúng rồi, cua đá thì dạ. Cháu cho vào xay ấy. Đây là cua da nó có mùa cháu ạ. Chỉ có mùa này có thôi. Nhưng mà cái cua này là ở ruộng hay là ở sông. À. Ừ. Chỉ đang điểm quê hương Bắc Giang có thôi. Vâng. Cua đâu có. Cua da. Ừ. Giã này sau lọc để lấy nước dùng cho. À dạ. Nhưng mà hai bà cháu mình có giã cả ngày chắc không xong hết cái này đâu bà. Đúng. À. Hết chứ để cháu lại chua thế. Bà bảo cháu nói chua thế. À, các cháu ơi, đây các cháu ạ, giã lâu lắm đây, hết rồi. Đấy, bà giã hết rồi, bây giờ khả năng là lọc thôi để làm nước dùng thôi. Nếu mà đi xay thì nó nhanh, nhưng mà bà mình, không có đồ xay. Mình phải làm này cho nó dân dã vào nhỉ? Không, đúng kiểu à? Không có máy. Đấy, rồi bây giờ, cháu Hải cho dốc nước vào đây. Nhiều không mà? Nhiều, cháu cứ cho đi.
một lôi lẩu cua ra siêu to khổng lồ để tiếp đãi cháu mà phải tốn rồi đấy. Vâng. Cháu cho tí nước để tráng côi. À, chỗ mình... này là bát đấy, một bát đấy. À, thế bà cẩn thận đấy. Ồ, đồ. Phải tráng côi. Đầy vào. À, cái đồ đầy vào. Không bỏ các cháu ạ, không bỏ. Trời. Không bỏ. Thôi cháu ơi, thôi làm vào. Đâu, ừ. đâu đưa cái gì đây? Ừ, cháu cho cái khe nhẹ nhẹ thôi gì bà. Ui, cái rất thấy chưa? Lây là cái món nước dùng hôm nay thì ngọt đấy, ngọt đứt lưỡi luôn. Thôi. Cháu chan nhanh có con lòng nữa, cho nước vào lòng nữa thôi. Cháu hỏi chắc đi. Nó phải lắng lắng từ từ. Ừ, đúng rồi. Đấy, phải biết nghe người già. Nếu chan mạnh là nó ra bã đấy. Khả năng ở chỗ này thôi chứ các cháu ạ, đặt cái bếp đun dần lên nó thiếu lại lọc tiếp. Thiếu thì con lại lọc tiếp ạ. Đúng rồi. Con đang cho các em nó dần lên để chén rồi đói bụng rồi các cháu ạ. Vâng. Cháu mạnh tay lên nữa đây, mạnh lên nữa đây. Nè. Vâng. Nữa. Đấy, các cháu thấy chưa? Được một chảo rồi. Thôi, bây giờ hai bà cháu mình khênh ra đốt bếp đi. Vâng, đi. Bà không phải khênh đâu, sụt lưng bà để con tự khênh. Cháu về. Đây có cái càng con lấy ra nhá. Rồi. Đi. Này nó nặng ngang cơ mà sân đấy. Nếu mà trượt chân ngã xuống ao phát là chính cả. Cháu ạ, bây giờ mà ngã đây cái là mất chén luôn. Đúng rồi, nhâu bếp. Nhâu bếp lên, đốt bếp lên. Đấy các cháu ạ, nhâu bếp lên. Hôm nay bà Tân xuống là bà Tân làm món lẩu cua da, nhưng mà có Hải thì Hải sẽ làm thêm món là lẩu sung cua da các bạn nhé. Đấy, để cho nó khác hẳn với tất cả lẩu cua da. Có nghĩa là cứ nồi lẩu này nhưng mà các cháu Hải lại bảo thích cho thêm gọi là vị sung vào. Không mà. Các cháu ơi, bây giờ bà đun nước dần lên xong bắt đầu bây giờ bà lại còn đi nấu nước sốt nữa nhá. Nấu nước sốt ví dụ như là hành khô này, cà chua này. Rồi là quả me này đấy, cho nó nhuyễn lên xong bắt đầu đổ vào đây. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà bỏ cua vào, bình thường là cua cho sau lên nó phải sôi lên rồi mới cho, nhưng mà cái cháu Hải cha ba này nó kêu những đói là đói, tôi cho bà. Cháu kêu những đói là đói. Đây các cháu nhìn này, những chú cua này, đây là tinh cua cái đấy. Các cháu ạ, cái cua da này là cua cái là nó nhiều gạch nhất mà ăn nó béo nhất, nó ngon nhất đấy. Rồi một chảo đầy rồi, bây giờ là đậy vung vào đun sôi lên các cháu nhá. Dấn lên cháu Hải cứ từ từ, lúc nào chín thôi. Các cháu ơi, đấy lẩu cua da là bao giờ cũng phải có hai quả dọc này, đây là hai quả dọc này đấy. Đúng rồi, hai quả dọc. Bây giờ bà bỏ vào nướng nhá. Đấy, còn cháu Hải Sa Ba là thích cho cả sung vào nữa cơ. Đây này các cháu lại. Ôi giời bếp. Đây. Đấy, nướng nó chín lên. Chín lên xong bỏ vào nước sốt, là khi mà thả vào nồi lẩu cua là ăn nó không tanh nhá. Nồi lẩu cua dao này ăn nó rất là bổ và rất là chất. Các cháu ơi, nó sủi rồi này các cháu này. Ủa, nước nó trong vắt này đấy các cháu ạ. Chưa cho quả dọc mà nó đã tạo gạch. Bây giờ bà bỏ hai quả dọc vào nhá cháu Hải này. Dạ. Ui, nó thơm lắm. Ui, đấy. Đấy các cháu nhìn này. Yeah. Thôi thả không đây. Nó tí nó lát ra. Đấy thơm lắm các cháu ạ. Đây. Cứ cho vào không dằm luôn mà. Đúng rồi. Đấy, mong chua tay lắm này, nhìn thấy quả này mà mồm miếc là nước bọt chảy ra rồi. Vâng, đấy các cháu ạ, bà bỏ cả cà chua vào nữa nhá. Dạ. Cháu Hải nhìn này. Yeah. Đấy. Này. Lúc bây giờ là bà lại đi coi là sao cà chua nữa, sao cà chua mới hành khô nữa bỏ vào để cho con nồi nước dùng rồi nó ngọt. Cháu Hải thấy nó đã chưa? Các cháu này, cua này. Ngon này, chưa? Cơm nóng mà chan cái canh này luôn ăn nó chấm hết. Chan bún rồi các cháu ạ, chan bún cháu ạ. Chan bún nhá. Rồi. Bà, cái gạch này mình ăn hay là mình hớt bỏ đi bà? Không bỏ, để chan lẫn với lại bún mà húp vào xoạt. Tưởng bà hớt bỏ. Không bỏ là chất đấy các cháu ạ, không bỏ. Các cháu ơi, đấy bây giờ bà coi là bà sao tí hành nó vàng lên với lại cà chua. Wow. Đấy. Sao nó vàng lên là để cho nó thơm khi mà bỏ vào nồi lẩu cua da nó ngon các cháu nhá. Ui, cháu Hải ngửi mùi gì chưa? Phải nói bà Tân là cực kỳ là khéo luôn đấy.
Dạ. Đây là niềm mơ ước của tất cả những thằng con trai có bà mẹ nấu ăn ngon như thế này. Dạ. Cháu Hải đang lịnh bà đấy. Wow, mỡ với hành nó thơm lắm các cháu ạ. Đấy, cho nó vàng lên xong bà bỏ cà chua vào. Đây là cà chua này. Đấy, bỏ cà chua rồi gia vị mắm muối vào nữa. Sau bỏ vào nồi nước dùng cháu Hải ạ. Uống nó ăn nó rất là đậm đà mà nó thơm. Các cháu ơi, đấy, nó vàng đây này các cháu ạ. Thơm lắm. Bây giờ khả năng là bà bỏ cà chua vào thôi cháu Hải ạ. Đây, đây là cà chua này. Wow. Đấy, và bà bỏ bột ngọt vào là hạt lêm nè. Đấy, đây là bột ngọt này. Đấy, rồi bà bỏ hạt lêm vào nhá. Hạt lêm vào lên. Cháu Hải ra kia lấy cho bà ít muối đây. Rồi, rồi. Rồi, bây giờ bà đảo đều lên nào. Wow, sao các cháu thấy món gia vị hôm nay đã hấp dẫn rồi. Ngon đấy. Các cháu ạ, phải nghiến cà chua lên sau bỏ vào nước dùng nó ngon. Thơm đấy, chất lượng chưa. Rồi, lúc giờ đổ vào nồi lẩu thôi. Đâu cháu Hải ơi? Đây có phải muối đấy không bà? Đúng rồi. À, các cháu ơi, bà cho thêm mấy hạt muối vào, nếu trừ trường hợp nó có nhạt thì sau tí lại cho thêm. Rồi. Bà cho một chút tẩm chéo vào, nó hơi cay cay không bà? Cay cay tê tê không? Được, cũng được. Ít thôi bà, không cay. Cho vào nó đỡ tanh các cháu nhá. Nè. Nhưng mà ngon đấy các cháu ạ. Cứ có món chẩm chéo của cháu Hải vào là tuyệt vời rồi. Cháu bỏ vào. Wow. Đưa ra khỏi lọ đã nước muối rồi các cháu ạ. Ngon đấy. Rồi, bây giờ bà sẽ đổ vào nồi nước dùng các cháu nhá. Cái này cho luôn mà đúng rồi, cho cơm, đổ cơm ăn luôn, ngon lắm. Rồi, bà bỏ vào nồi nước dùng đi. À, các cháu ơi, đấy, cua bà giã xong rồi, bây giờ đến cái công đoạn rán đậu các cháu ạ. Nhưng mà rán đậu này để mình chấm ăn hay là mình cho vào để nấu không, đậu không? Các cháu ạ, sau thả vào lẩu, đấy lẩu cua giã đấy, thả vào lẩu cháu ạ. Rồi, rồi. Yeah. Đấy, xèo. Nó đậu nó gặp mỡ cái này, nó xèo xèo luôn. Đậu ở quê này là ngon lắm đây này. Ngon, đậu ngon. Ê, các cháu ơi, đậu trắng ngần luôn, ngon lắm. Nhưng mà bà Tân này làm từ này đậu thì chắc là chỉ đủ một mình cháu ăn thôi chứ. Được rồi. Cháu Hải ăn hơi tốn cho cháu ạ. À. Cháu ơi mập với lầy cơ mà. Ăn nhiều mập lắm, tôi xem là bà lật cái lại. Úi dồi. Rán qua thôi các cháu ạ. À. Lần đầu tiên là cháu Hải đòi chiên sung đây các cháu này. Đấy. Bà cho con mấy quả ăn thì ăn cho nó buồn. Cháu Hải bảo muốn ăn để giảm cân đấy. Đúng rồi, ăn sung chiên. Con này ăn từng ăn sung muối rồi mà chưa ăn sung chiên bao giờ. Để xem là ai nhỉ, sung muối đúng rồi, sung chiên chưa có bao giờ. Đúng mà nhỉ. Các cháu ạ, cháu Hải bảo thế, cua bà bắt ở đây lên nhưng mà bà không phô các cháu. Phô cái là bà Hải lại bắt hết các cháu nhá. Bắt hết luôn đấy. Đúng rồi. Đấy. Cháu Hải này siêu to khổng lồ, ăn tốn lắm đấy các cháu ạ. Bà cơ. Bằng này đậu mà kêu mà không đủ ăn. Đậu chẩm chéo đây để pha để chấm luôn cái đậu trước đi. À, các cháu ơi, dây đậu nó vàng rồi, bây giờ cho ra thôi. Cháu Hải. Dạ. Bà thèm chấm chéo pha bà tí cho thử lấy miếng đậu này. Đây các cháu này, đây là còn sung của cháu Hải này. Đây, sung của cháu đây nhá. Đấy. Rồi, cháu cảm ơn. Sung chiên đấy. Thôi bây giờ bà cho ra đĩa thôi. Đây là chấm chéo Sapa TV nhá. Wow, các cháu nhìn này. Đang bán là 100.000 một lọ anh em ạ. Ai anh em cứ lấy mật khẩu bà Tân Vlog với cả em Hưng là sẽ được mua 3 lọ tặng 1 lọ nhá. Đúng rồi. Các cháu nào mà mua cứ ấy vào mật khẩu của bà Tân Vlog của Hưng nhá. Bà Tân đợt tới này sẽ đầu ra cho các cháu. Đây các cháu này đậu ngon chưa? Đấy, vàng sộ. Thôi bây giờ bà bỏ vào đây. Dạ. Ngon đấy, đã ngửi thấy mùi chẩm chéo của cháu rồi. Thơm không bà? Cuốn thế, ngon đấy. Dạ. Đây, vừa đây có quả sung chiên đây anh em ạ. Từ bé giờ ăn sung muối nhiều nhưng mà chưa ăn sung chiên bao giờ. Con xin phép bà nhá. Rồi, cái bóng đấy. Ai dạ. Chắc là các cháu là chắc là... Nó vẫn chát như thường anh em ạ. Nó vẫn chát. Nó vẫn chát à? Dạ. Thế bà vuốt rốt cái mấy cái hòn này ra này. Thế bà để đây. Đấy, dạ. Bây giờ bà lại bỏ tiếp vào chiên các cháu nhá. Dạ.
chiên đến khi hết thì thôi. Wow, trăm nghìn ba lọ ạ. Mua hai lọ để tặng một là ba lọ ạ. Đó, 100 nghìn một lọ ạ. À, 100 nghìn một lọ ạ. Ui dồi. À, các cháu này, đây bây giờ bà đổ vào nhá. Thế là yeah. Rồi rồi, để bà tráng chảo cái. Wow. Bà tráng chảo cái là. Đấy, phải tận dụng các cháu ạ. Đây, các cháu này, đây là hai cái quả này. Bây giờ nó rất là dừ, rồi bà dằm qua nhá. Dằm qua cho nó ngon này. Ui dồi, thơm đấy. Chưa? Sao hải thấy ngon chưa? Đã ngon, chưa? Ngon, ngon, quả này chua thì thôi rồi luôn, ai mà. Rồi, bây giờ bà bỏ vào nhá, nó không chua được các cháu ạ, mà ăn nó rất là vừa vặn thôi đi các cháu này. Đấy, ngon chưa? Thôi bây giờ bà đun sôi một lát lên là bà bỏ rau vào là chén thôi. Cháu Hải chuẩn bị ra bê bún ở đây. Nè. Chan. Bắt đầu. À, các cháu ơi, ôi lóng ruột lắm rồi, thì bây giờ bà sẽ lại chúi rồi lâu rồi các cháu ạ, cháu. Ôi bà. Ngon đấy bà. Thôi bây giờ bỏ thịt bò vào cháu Hải ơi, bỏ thịt bò vào đã. Thịt bò nó cần khuyên lên. Cháu gạt thịt bò vào mấy xuân. Đây là lâu chín thì mình cho trước này. Cho trước gạt hết vào. Ngon quá. Ngon đấy. Đây là tươi luôn anh ạ. Đây là cháu này. Ngon thế nhỉ. Cháy nước miếng rồi. Cháy nước miếng rồi. Wow. Đây còn thịt bò cho luôn. Cả luôn anh ạ. Có cả luôn. Rồi, đằng nào mình cũng ăn chiến luôn. Ở đây toàn mồm rộng thôi anh ạ. Đúng rồi. Toàn mồm rộng. Mình làm bỏ hổ lốn luôn. Hổ lốn luôn. Rau rước mướp miếc cái thứ đó. Rau mướp mướp tí tí nữa. Tí cho sau. Tí cho sau, tí cho sau. Nhưng mà cái lò chẩm chéo của mình đâu nhỉ? Đây. Các cháu ơi, không thiếu chẩm chéo. Tất cả mọi người cùng chấm nhá. Ui ui, ngon đấy. Quốc gia Yên Dũng Bắc Giang. Đỉnh của đỉnh luôn anh em ạ. Rồi. À, chẩm chéo Sapa TV thì đang bán 100.000 một lọ nhá. Đã đỉnh của top luôn các bạn. Cứ lấy mật khẩu là bà Tân Vlog là đúng mua rồi. 3 lọ là tặng 1 lọ. À. Bạn bách đâu rồi, đi lấy nước sôi đây để pha. Không, đây đây mà. À, lấy nước này thôi, bỏ mua. Đưa lại luôn. Bỏ mua nhá. Nó bỏng tay. Bỏng không bỏng bỏng ấy. Đây bà cho con tí nước vào đây. Các cháu này, bà cho bỏ nước vào nhá. Xem là quá đẹp luôn. Thay như ong lọ đấy. Đúng. Chào bách, môi cúi vào, Ôi, đấy, thịt bò mới lại. Sụn là chín rồi. Ngon chưa? Cua da của bà Tân Vlog thật là đặc biệt. Đúng rồi, các cháu ạ. Chảy nước miếng lắm rồi bà. Múc ra. Bây giờ là kính lão Đắc Thọ. Kính lão Đắc Thọ, đó. Ai dạ? Chim bò rồng bà. Ai dạ? Đấy. Kính lão Đắc Thọ. Ai, bạn bách, hơi gầy. Cháu xin, cháu có bà nhá. Ok. Ok lạ. Ôi, cẩn thận nó bỏng đấy bạn. Lại đây cháu Quân này, cháu Quân. Bỏng. Đây. Rồi. Đấy, lại đổ. Bớt nước đi. Ui. Rau. Đây cho cháu Tuệ. Cho thằng Tuệ hai con cua cho nó. Cháu xin. Rồi. Khỏe cua nhá. Anh cua khỏe cua. Khỏe cua gái. Yeah. Đây cháu Hoàng, cháu Hoàng. Ăn đi, ngon quá các bạn ạ. Đây. Ôi dồi ôi, bát này đúng là từ bé đây. Bây giờ mới được ăn cái lẩu cua da chất lượng như này rồi. Luôn. Đây. Ô, cá xin. Cho một cua để giỏi cua trai nhá. Em thích cua cả hai cơ. À thế à, đây đây cho. Dạ. À đây con, để con cho nó thêm con nữa để cho nó giỏi cua dai này. Cua cả hai con. Nào. Cua đi. Cua đây. Cua dai nhá. Con cua dai. Cua đây. Cua gái. Cua đây. Đúng à? Đây của cháu Hải đây. Ôi giời ơi. Lớn mạnh lên. Các cháu ơi. Các bạn ơi, không bỏ qua chẩm chéo được này. Rồi. Vâng. Quá ngon luôn. Ui ôi, đỉnh quá đỉnh luôn. Đấy. Bà mời hai cháu Calamen nha. Ăn sau bà nha. Rồi. Rồi, đây là mình tự mua các bạn nhá. Cả nhà rô một cái nào. Rồi rồi các bác ra đây. Mời cả nhà ăn cùng. 2 3 rô. 2 3 rô. 2 3 ăn. Nhầm. Ú bao nhiêu? Từ, bây giờ phải hô lại này. À các cháu ơi. Đấy, thế là bà đã nấu chín một nồi lẩu cua da siêu to khổng lồ rồi đây này. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn lẩu cua da nhá. Và bà mời cả nhà nhá. Cả nhà, ông bà, cô bác nhá. Ăn lẩu cua da nhá. Cháu Hải nhá. Mời nơi tất cả các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Bỏng lắm, bỏng lắm.
Mời các bạn các bà nhá. Mời các ông các bà nhá. Ôi ơi. Ngọt bí bỏ vào. Đặc cấp. Lắm. Ủa. Hiếu tí bún tí nữa mình sẽ cho. Ừ, bảo ngon bảo ngon bảo 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 không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được. Nước ngọt thật. Nóng quá. Ngọt đấy. Bỏ đổi bát đi bỏng quá. Các cháu ơi, đây, bà mời bà các cháu nhá, bà mời cả nhà nhá, cùng ông bà cô bác lại, húp lẩu cua ra lại. Ủa. Bà mời các cháu nhá. Bỏng quá, bỏng quá, bỏng quá các bạn. Mời các bạn. Nó đã các cháu ạ, nó ngọt. Ôi, ngon quá. Nó ngọt hiểu luôn. Bỏng quá các bạn. Em bảo cái con cua da Bắc Giang mình nó cũng ngọt. Nó ngọt. Đây là nguyên cái nước thôi, nó đã ngọt như này rồi. Wow. Không biết là phía trong cái gạch của nó sẽ ngon như thế nào đấy. Đây, đây là các cháu này, thịt bò chấm chẩm chéo này, bà mời các cháu nhá. Con chấm với. Vừa bắt quá các bạn. Thịt bò chấm chẩm chéo đây, của cháu Hải Sapa TV ra, bà mời các cháu ạ. Quá là bài. Bỏng quá các bạn. Ơi, chấm chấm gái. Con chấm nữa. Đây mình cũng nhìn thấy ở đây có chẩm chéo ạ. Kiếp nó cay cay nhẹ nhẹ nó lại thơm hương vị rừng búi các cháu ạ. Cho con chấm các bạn ơi. Lại nhẹ. Wow, bát chấm chéo. Quá đỉnh luôn. Chấm chéo tuyệt vời các bạn ạ. Rồi, ôi ngon quá. Nó ngon thật. Wow. Đấy, bỏ rau đây. Đun bằng bếp. Sao nó ngọt thế bà nhỉ? Ngọt. Đây là rất là ngon. Ngọt thật các bạn. Đây là sụn với lại thịt bò bạn nhá. Các cháu ạ, ông bà cô bác ơi, đây này, đấy nồi lẩu cua da của bà này, của cháu Tân này, ui ngon không này. Yeah. Các cháu ạ, ăn ở trên củi bếp nhá. Thì các cháu ơi, rồi ông bà cô bác ơi, đây này, bà Tân này, bây giờ bữa con cua da để thưởng thức ạ. Bỏng lắm ạ. Ui bỏng lắm. Đang thầm đói ăn ngon hết ạ. Các cháu ạ. Này các cháu này, gạch nó vàng khốm này. Yeah. Ngon không? Đấy. Ngon hả em? Đây. Lần đầu tiên ăn bữa cua da ngon như này đấy bà. Ăn cua da ngon như này đấy ạ. Đây em gái này rất may mắn luôn nhá. Bên bất động sản ra đây bán đất phát là được ăn cua luôn. Thấy không? Được ăn cua da này. Mấy cái kinh đồng ở đây các bạn. Đấy. Như là khi nào anh em mà đi đâu mà thấy bà Tân đang làm video phát là cứ chờ đến lúc chín là được bà mời hết. Chín là chén ngay. Cái nước nó ngọt nó đậm đà các bạn. Nước ngọt thật luôn này. Các bạn thấy gạch chưa? Wow, nó đọng lại ở trên này, cả trên cả dưới. Cháu này, rất là nhiều gạch nước này. Con ăn cua da nhiều rồi nhưng mà hôm nay nồi lẩu cua da của bà đặc biệt quá bà. Ngon tuyệt luôn. Hơi cứng anh ạ. Các cháu ơi, đây là gạch cua này. Đây, cua da nó có gạch ăn kiểu như này đấy. Bắt đầu tưới tí nước sốt lên nóng nóng lên này. Đấy. Rồi là cho tí chẩm chéo của cháu Hải vào này. Ui. Này ăn. Bỏ mời các cháu nhá. Đây gạch này. Trên cả tuyệt vời, đỉnh cao luôn. Ui, bà mời các cháu này, cùng ông bà cô bác này. Wow, ngon quá. Wow. Nó đã, nó ngon. Cua mình béo chưa các bạn. Sau đây mình sẽ cho anh Hải thưởng thức món cua da của Bắc Giang mình nhá. Cảm ơn anh em nhá. Nào, chiên. Wow. Húp, nó ngon. Không đẩy lại giọt nước nào các bạn. Anh cho em cái cảm nhận là khi anh ăn con cua da của Bắc Giang em ngon. Mình đi ăn rất nhiều các loại cua từ King Crab đến cua Cà Mau đến tất cả, nhưng mà phải nói là cua da Bắc Giang này thực sự là đỉnh cao đấy các bạn ạ. Nếu mà anh em có gì về Bắc Giang mà không được thưởng thức loại này thì là đó là một điều rất là thiếu sót luôn. Đúng rồi. Mà nghe nói là bà Tân chia sẻ là cua da này là nó có mùa thôi, ba tháng thôi. Đấy. Đúng rồi, ở quê hương nhà bà mới có. Quê hương nhà bà là ở Bắc Giang. Đấy, các bạn nhìn này, mình đã nhuyễn cái gạch của nó lên này, nhìn béo béo ngụm luôn này. Đấy, mình đã cho chẩm chéo rồi nhá các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Chưa đấy. Úi giời. Đây, các cháu này. Ngọt các bạn. Rồi bà cháu đây. Mời ông bà cô bác này. Ủa, đấy cua da này mà cháu mời này. Quá ngon luôn. Mời tất cả các bạn nhá. Mình hút nước của nó này các bạn này. Ôi đỉnh của chóp luôn các bạn ạ. Các cháu này một thìa gạch này, ông bà cô bác này, cháu mời này. Ngon. Cháu mời cháu Khánh nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn là mình sẽ tự làm. Đấy, sau khi được mọi người ngon đã. Mình tự làm luôn. Ngon thật các cháu ạ. Đây anh em này. Sau này nhất định mà khi mà mình mở cái nhà hàng Sapa TV ở Đà Nẵng, mình sẽ phải nhập cái cua da này về nếu mà nó vào vụ nhá các bạn nhá. Cua này chỉ theo vụ mới có hay các bạn. Ừ, các em từ tháng mấy gạch à? 3 tháng từ tháng 7.
tháng 8, như tháng 8 đến tháng 9 là vào vụ. Anh em thấy không? Nào. Nước mọt anh ạ. Này. Cái gạch mùa nó công nhận là nó ngon. Wow. Bà ơi, cái con cua của cháu nhìn chưa? Cháu ơi, các cháu này, cháu nhìn này. Đây cho cháu cái thìa ở đây cho bà cho ít nước vào. Đâu? Đưa anh xem con cua của em nhiều gạch chưa? Đây, anh Hải xem con cua của em nhiều gạch chưa? Nó vàng khía. Quá nhiều. Mời cả nhà nhá. Ngon. Xem em. Wow. Tuyệt vời. Đúng là đỉnh. Lão hổ ấy vừa thổi vừa ăn. Ngon quá. Đúng rồi. Cua này không trong là... phần này nó có thịt không bạn nhỉ? Có thịt cơ cháu ạ. Có thịt cơ mà. Đó là mình chén thịt của nó các bạn nhá. Rồi. Nó không như nhiều gạch mà nó còn có thịt, nó rất là ngon luôn. Rất là ngọt mọi người ạ. Cái cháu này là cái món hoa bí nữa này. Hoa bí này. Đấy, lòng cua già không thể thiếu hoa bí được. Đấy, hoa bí này. Ngon lắm các bạn ạ. Chấm chéo luôn các bạn. Cháu Hải mới này mới cháu ăn mạnh lên. Vâng ạ. Các cháu này, đây là thịt bò này. Đây là thịt bò này. Đấy, ngon thịt bò này. Mình bánh cả xương luôn các bạn. Rồi, cháu mời ông bà, cô bác trên cả nước cùng các cháu cả nước lại. Wow, ăn món lẩu cua da lại, đây là món thịt bò lại. Cháu mời nhá. Chấm chấm chéo của cháu Hải Sapa TV nó phê lắm, cuốn lắm. Cuốn thật các bạn. Bà ơi, ngon. Bà cho con một chút nữa. Chấm chéo đây. Ăn cái này mà. Khi tưới vào cái mai. Tưới vào cái này. Đấy. Không rồi, cho một chút nữa. Nhà mình chuẩn bị một mâm rau thật là ngon các bạn ạ. Ngon. Mình dìm cái rau xuống mình ăn các bạn nhá. Mọi người ngon lại. Cháu ơi, cứ để nó nằm trên bờ đi, bên dưới chín rồi đấy. Bên dưới chín rồi. Rau ngon rồi. Các bạn, nước ngọt đi. Bánh chưa? Ông ngô ạ. Là nước là mình thêm một tí bún rồi vời em ạ. Nó cũng rất nhiều thịt các bạn nhá. Chỉ cần nhìn anh Hải ăn đã biết là cái độ ngon của cua như nào rồi đấy ạ. Rồi, làm con lửa anh ơi. Chiến ngon đi. Đây. Các cháu ơi, đấy. Cái món hoa bí mà dúng vào cái nước lẩu cua da này ăn nó rất ngọt nhá. Các cháu ạ. Anh em ạ, làm tí hoa bí này. Rồi ít rau chuối các thứ ấy. Ngọt tuyệt vời. Đây. Wow. Mình hết một bát rồi các bạn. Ôi nó bỏng. Giờ làm ít rau ạ nhá. Cho rau thì ní bỏ rau. Vâng. Làm tí rau các bạn này. Các cháu này. Rau hoa thiên lý đã nằm ở trên bờ này đấy, các cháu thấy chưa? Rồi là bầu lát này, đấy. Rồi là hoa chuối này, đấy. Bắt đầu. Ngon tức bụng anh nhở? Ngon lắm. Thêm một chút hoa bí. Nhưng mà cái không khí ăn nồi lẩu cua da đây phải nói là tuyệt vời. Tuyệt vời. Tạm bếp. Không ngồi được. Các cháu ơi. Bụng thì to à chứ? Cháu Hải ăn mạnh còn phải đứng lên vuông vai cơ mà. Không, những người mình để ý những người mà béo bụng to là không thể ngồi xổm được bạn. Bà ơi, bây giờ mọi người thưởng thức hòm hòm rồi, thế cháu xin phép là cho tí sung để xem mà cái gia vị của nó là nó khác nhau từ tí nào không bà nhá. Muốn dùng ra. Đây là sung. Đây là chàng sung. Vâng, sung do Thanh Lương Vlog mà tự trèo luôn mà. Cho một ít vào. Đấy. Đấy. Nào. Để xem mà cái vị của nó khác không? Đây là lẩu sung. Lẩu sung cua da. Lẩu chàng đặc sản cua Yên da. Dũng, Bắc Giang. Đấy. Ngon quá. Đây gọi là sung xe điếu các bạn nhá. Các cháu ạ. Thì bà mời tất cả các cháu nhá. Cháu mời tất cả ông bà, cô bác trên mọi miền cả nước ăn với cháu nào. Vậy. Dạ. Ăn cái bí bạc tử ngon hơi. Các cháu này. Nó ngọt lắm các bạn. Phúc luôn này. Đã wow, ngon quá. Cái món bún này cháu phải làm tí bún này. Đúng rồi. Chan. Bún cua nó là đẳng cấp rồi, thượng hạng rồi. Thượng hạng. Mượn cái này nè. Trên tuyệt vời các cháu ạ. Hoàng quá. Mời anh em nhá, mời nhà nhá. Vâng rồi các cháu ạ. Mình làm tí hoa thiên lý các bạn nhé. Đẳng cấp. Đấy, đây. Hoa thiên lý là rau cải. Mình chăn nước đi nhá để chấm cho nó ngon. Ấy, anh ra đây cháu ơi, ra đây. Đây con. Đây bà mời. Đây. Đây con ơi. Đây. Kia bác kia, cái bác kia. Bác lắm. Cháu gái giờ mới đi học về nha nhìn. Hôm nay bà ra đây lâu đâu mà các cháu đến mất ra phả. Bà mời các cháu này. Con mời ông bà cả nước này. Wow. Quá đẳng cấp thật đấy. Wow, cái hoa thiên lý này nó hợp với cua bạn nhá. Hợp với cua. Nào, anh Quân cho
Nào, anh ra đây, ngồi đây. Thật cháu ạ. Thật sự là cái món cua da này, cái nước dùng của nó rất là đặc trưng, nó còn chua chua nữa, lại vừa vừa mặn mặn, ngọt. Cháu Hải. Chua chua cay cay. Cháu Hải giờ lo chưa? Đã chưa? Gớm lúc lấu cháu cứ dục cuống lên. Bỏ lắm bà. Ui, con ăn hết rồi bu ạ. Mình đổ chấm chéo trực tiếp vào đây luôn. Cháu Hoàng dội cá bát chấm chéo vào. Cá bát vào đây, đỡ phải chấm các bạn. Nước nó ra nó nhầy đúng không ạ? Quá đẳng cấp. Ngon quá. Cháu gái mày lên. Đỉnh cao đấy. Vâng. Phải có tí rau đúng không anh ạ? Ngon. Ép đồ chấm chéo. Cháu mời các ông bà nhá. Vâng, mời bà đây. Mời tất cả các cháu ạ. Đỉnh của đỉnh đấy. Chấm chấm chéo đỉnh của đỉnh ngon thật. Anh Tuệ ăn ngon nhở? Ngon đấy các bạn ơi. Ăn cua xong rồi mình cháu ơi. Cái chấm cháo này nó cay rồi, trong khi đó mình cho vào cái nước nóng này nó càng cay nữa các bạn. Nó ích cái độ cay lên. Nó nhân lên các bạn nhá, nhân đôi. Cháu ơi, đây là còn tràng sung này. Tràng sung này không phải là họ của lòng xe điếu. Đây là sung xe điếu. Sung xe điếu. Và mời các cháu nhá, con mời ông bà cả nước à. Xem nào. Đấy, nó đã chín rồi bà. Chín rồi. À, nước sôi 100 độ này. Bà mời các cháu này. Bà mời ông bà cả nước này. Đấy. Sung xe điếu này. Cháu Hải ăn đi. Mà. Bà thấy vị nó nào nó còn chát không bà? Vị nó đỡ chát mà nó lại nhiễm vị như là cua da ấy, chấm chéo à. Mấy ra lấy cái bát đây. Ngon lắm. Lấy bát đây ngồi ăn. Mình phải chờ cho nó chín. Cháu Mây hả? Lấy bát cho cháu Mây nha. Mây vân vân đâu, vào chiến đi. Ngoan. Chuẩn bị lên. Vâng ạ. Phải công nhận cái nồi nước dùng rất là ngon. Bắt đầu đầy bằng này, bây giờ còn bằng này. Bây giờ càng nấu càng ngọt các bạn ạ. Chính Tuệ nói là chuẩn đấy. Càng ngày cái nước ngọt ở trong con cua nó tiết ra. Đúng rồi ạ. Nó rất là ngọt luôn. Nào cháu Mây đi học về đấy. Khổ. Ui, ngon lắm các cháu lại. Cháu phải ăn hết nhá. Nhưng mà con thấy là cái đậu này bây giờ là ngon lắm rồi đây bà này. Đấy, mình các cháu ơi, nói chuyện là ăn đến nửa nồi lẩu rồi bắt đầu mới lại bỏ đậu vào đây các cháu này. Đậu phộng đây. Ngon lắm đấy. Mình làm bát bún các bạn nhá. Lẩu cua da không thiếu thì đậu phộng. Thêm miếng đậu vào nữa các bạn này. Nhưng mà càng ngày càng về cuối nó càng ngon sao ấy. Lẩu này mà ăn với bún thì gọi là hết nước chấm. Ngon lắm. Ngon. Đấy. Bên này là cái sung bây giờ nó mềm đi rồi, nó cũng ngon. Cửa nhiều đấy. Làm ăn bún cho ấm bụng các bạn. Lần đầu tiên trong đời là con ăn lẩu có cả sung các bạn. Đúng rồi, đây, đậu phộng lại chấm chéo lại. Mình thử miếng sung nhưng có ngon không? Mà các cháu nhá. Cái món cua da bà này mà có ở trên Sapa anh Hải thì tuyệt vời luôn anh nhỉ. Ôi, sợ mệt luôn. Thời tiết xe lại, ngon quá. Sung to vào tầm này nó dư, hết chát rồi anh ạ. Ăn với bún ngọt lịm luôn. Hết chát rồi anh ạ. Hết chát rồi. Sau năm mình vào vụ mình phải đặt mua hết cái loại cua da này về mang về nhà hàng hải sản của mình ở Đà Nẵng anh em nhá. Rồi. Ngon đấy anh ạ. Cháu Hải, các cháu ạ, cháu Hải tiếp tục lại mở nhà hàng ở trong Đà Nẵng đấy. Mở nhà hàng trong Đà Nẵng cháu Hải. Cháu sẽ tiến hành sửa chữa khoảng 1 tháng. Khi nào mà xong hết thì cháu lại đón bà vào chơi cháu nhá. Bà con mình vào đây tắm biển nhá. Đúng rồi. Nhìn bà nhỏ nhỏ này thôi nhưng bà có võ đấy các bạn ạ. Có gì đâu. Anh đưa bà ra tắm biển anh phải giữ nhá. Không, cháu ăn mày lên. Giữa khơi ấy. Thôi nhưng mà anh sẽ em lấy hai cái dây để buộc hai chân bà lại. Rồi gì anh? Các cháu ơi, đây hôm nay bà cảm nhận cái lẩu cua da nó ăn nó rất là ngọt, nó ngọt thanh, ngọt êm rồi ngon lắm. Mà thì các cháu ạ, cháu nào mà về quê hương Bắc Giang nhà bà là quê hương nhà bà là đặc sản cua da là một này, bánh đa kế là hai này, vải thiều lục ngạn là ba này đấy, lại mì chú là 4 đấy, mấy cái nó rất là ngon mà hot đấy các cháu nhá. Thì các cháu ơi, đấy có khả năng là bà cháu mình dừng clip thôi. Cháu Hải tí là chén hết chỗ này đấy. Cháu Hải ăn khỏe lắm. Anh cũng hết thì phần cho anh Hải mang về tận trên Sapa luôn các bạn. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip nhá. Các cháu mà xem video này có thấy hay like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Còn cháu nào mà thích mua chấm chéo thì comment vào video của bà Tân nhá. Nhấn vào giỏ hàng của bà Tân nhá. Đợt tới là bà Tân sẽ đầu ra gọi là
chẩm chéo cho cháu Hải Sapa TV nhé. Bà Tân là tổng đại lý phân phối chẩm chéo Sapa TV Châu Các Bếp ở Bắc Giang nha các bạn nhá. Nếu mà anh em nào muốn mua thì cứ gặp bà Tân với Lộc nhá. Rồi bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá. Chào tất cả các cháu nhá.